Chiều mùng 8 tháng 5, Ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF đã ban hành quyết định tạm đình chỉ thi đấu đối với 5 cầu thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh bị cơ quan chức năng tạm giữ hình sự. Cụ thể quyết định ghi tạm đình chỉ thi đấu các giải bóng đá quốc gia do VFF quản lý cho đến khi có quyết định thay thế đối với 5 cầu thủ câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. 5 cầu thủ gồm Nguyễn Trung Học sinh năm 1998, Nguyễn Ngọc Thắng 2002, Dương Quang Tuấn 1996. Nguyễn Văn Trường 2003 và Đinh Thanh Trung 1988. Những cầu thủ nói trên đã bị cơ quan cảnh sát điều tra thành phố Hà Tĩnh tạm giữ hình sự để điều tra nghi vấn sử dụng chất cấm. Theo đó ngày mùng 4 tháng 5, công an Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501 502 tại một khách sạn ở trung tâm thành phố Hà Tĩnh, phát hiện 10 nghi can có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, trong đó có 5 cầu thủ thuộc biên chế câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hiện phía câu lạc bộ chưa đưa ra thông báo chính thức về sự việc. Trước đó ngày mùng 7 tháng 5, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã di chuyển đến Quy Nhơn chuẩn bị cho trận gặp Bình Định ở vòng 17 V.League 2023-2024 vào ngày mùng 8 tháng 5 mà không có tên 5 cầu thủ dù họ không bị chấn thương hay bị treo giò do thẻ phạt. Trưởng ban tổ chức các giải bóng đá chuyên nghiệp quốc gia, ông Nguyễn Minh Ngọc nói: "Ngay sau khi nhận được thông tin, chúng tôi đã gửi văn bản yêu cầu câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh báo cáo xác minh sự việc." Sáng nay mùng 8 tháng 5, chúng tôi đã nhận được công văn báo cáo sự việc từ câu lạc bộ. Với trách nhiệm của ban tổ chức giải, VPF đã xem xét, lên phương án và báo cáo các nội dung liên quan đến VFF để triển khai các công việc liên quan theo quy định. Ngày mùng 8 tháng 5, một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh xác nhận thông tin 5 cầu thủ của câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang bị cơ quan công an tạm giữ để điều tra liên quan đến việc sử dụng chất ma túy. Nhóm cầu thủ này có tiền vệ Đinh Thanh Trung, tiền vệ Nguyễn Trung Học, thủ môn Dương Quang Tuấn, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng và trung vệ Nguyễn Văn Trường. Vị này nói, nhóm cầu thủ này bị bắt quả tang khi sử dụng ma túy tại một khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh. Sự việc ảnh hưởng đến tâm lý của đội bóng đang thi đấu. Cũng theo lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Hà Tĩnh, trong nhóm cầu thủ trên, Đinh Thanh Trung là trường hợp đáng tiếc, từ trước đến nay rất gương mẫu chỉnh chu. Đinh Thanh Trung năm nay 36 tuổi, từng đoạt danh hiệu quả bóng vào Việt Nam năm 2017 khi cùng câu lạc bộ Quảng Nam giành chức vô địch quốc gia. Vào lúc 18 giờ hôm nay, mùng 8 tháng 5, tại sân Quy Nhơn, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có chuyến làm khách trên sân Bình Định ở vòng 17 V-League 2023-2024. Trước trận đấu, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã gạch tên 5 cầu thủ nêu trên vì lý do vi phạm nội quy của đội. Trong số này, Đinh Thanh Trung, Nguyễn Ngọc Thắng và Nguyễn Trung Học là trụ cột của đội bóng Núi Hồng. Việc thiếu vắng nhiều trụ cột sẽ ảnh hưởng đến chất lượng đội hình của đội bóng do huấn luyện viên Nguyễn Thành Công dẫn dắt trong trận đấu chiều nay và phần còn lại của mùa giải. Người hâm mộ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh cũng đang rất lo lắng nín thở trước trận đấu với câu lạc bộ Bình Định vì đội bóng của họ ra sân mà không có đội hình mạnh nhất. Trên bảng xếp hạng V-League mùa giải này, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đang đứng thứ 8 trong số 14 đội khi có 20 điểm sau 16 trận. Chiều mùng 8 tháng 5, công an tỉnh Hà Tĩnh phát đi thông báo về việc phát hiện bắt giữ 10 người có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, đồng thời thu giữ một số tang vật liên quan. Theo đó, ngày mùng 4 tháng 5, công an thành phố Hà Tĩnh, tỉnh Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra phòng 501, 502 tại khách sạn BM trên địa bàn. Quá trình kiểm tra phát hiện có 10 người đang có hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy, bao gồm Đinh Thanh Tê, 36 tuổi, Nguyễn Ngọc Tê, 22 tuổi, Trần Thị Thủy G, 22 tuổi, Trần Thị Thu P, 24 tuổi, ngụ ở Hà Tĩnh, Dương Quang Tê, 28 tuổi, ngụ thành phố Hà Nội, Nguyễn Trung H, 26 tuổi, ngụ tỉnh Tuyên Quang, Lý Thu H, 25 tuổi, Hà Thị Vân A, 21 tuổi, ngụ tỉnh Đắk Nông. Lò Thị Đê, 22 tuổi, ngụ tỉnh Điện Biên và Nguyễn Văn Trờ, 21 tuổi, ngụ tỉnh Thanh Hóa. Hiện Công an Hà Tĩnh đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc. Như đã thông tin, tối ngày 4 tháng 5, Công an thành phố Hà Tĩnh tiến hành kiểm tra hành chính tại khách sạn BM thành phố Hà Tĩnh thì phát hiện một nhóm nam nữ thanh niên đang có hành vi sử dụng trái phép chất cấm. Qua test nhanh, nhiều người dương tính với chất ma túy. Có 5 người được xác định là 5 cầu thủ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Trưa ngày 8 tháng 5, một lãnh đạo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh xác nhận đúng là có việc 5 cầu thủ bóng đá của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh đã bị công an tạm giữ để điều tra làm rõ liên quan đến hành vi sử dụng ma túy. Người này còn thông tin trong chiều ngày 8 tháng 5, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Hà Tĩnh sẽ có cuộc làm việc với câu lạc bộ bóng đá Hồng Lĩnh Hà Tĩnh để nắm rõ hơn về vấn đề này. Theo nguồn tin ban đầu, 5 cầu thủ bị tạm giữ gồm tiền vệ Đinh Thanh Trung, tiền vệ Nguyễn Trung Học, thủ môn Dương Quang Tuấn, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng và hậu vệ Nguyễn Văn Trường. Trước đó ít ngày, công an thành phố Hà Tĩnh ập vào một khách sạn ở thành phố Hà Tĩnh, bắt quả tang một nhóm đối tượng đang sử dụng ma túy, trong đó có một số cầu thủ của câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Chiều ngày 8 tháng 5, câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh sẽ có trận làm khách trên sân Quy Nhân của Bình Định ở vòng 17 V-League 2023-2024. Danh sách thi đấu trận này không có tên 5 cầu thủ gồm thủ môn Dương Quang Tuấn, trung vệ Nguyễn Ngọc Thắng, trung vệ Nguyễn Quang Trường, tiền vệ Đinh Thanh Trung và tiền vệ Nguyễn Trung Học. Trong số 5 cầu thủ bị cạch tên, 3 cầu thủ là trụ cột của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Năm 2017, Đinh Thanh Trung từng đoạt danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam khi cùng câu lạc bộ Quảng Nam giành chức vô địch quốc gia. Nguyễn Ngọc Thắng là cầu thủ trẻ tiềm năng vừa cùng đội tuyển U23 Việt Nam vào đến tư kết giải U23 châu Á 2024 tại Qatar. Trung học cũng là một cầu thủ quan trọng, thường xuyên mang băng đội trưởng của Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Đinh Thanh Trung là một trong những tên tuổi lớn của bóng đá Việt Nam. Thời kỳ đỉnh cao, anh từng là đội trưởng đội tuyển Việt Nam và giành danh, danh hiệu quả bóng vàng. Trong những năm tháng cuối sự nghiệp, Đinh Thanh Trung khoác áo câu lạc bộ Hà Tĩnh. Anh nằm trong nhóm 4 cầu thủ vừa bị tạm giữ để điều tra về vụ việc liên quan đến sử dụng chất cấm tại khách sạn. Đinh Thanh Trung sinh ngày 24 tháng 1 năm 1988 tại Hương Khê, Hà Tĩnh. Cầu thủ này cao 1m75, thuận chân trái, thi đấu ở vị trí tiền vệ. Đình Thanh Trung từng khoác áo câu lạc bộ Hòa Phát Hà Nội đã giải thể, câu lạc bộ Hà Nội đã giải thể, Quảng Nam, Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Năm 2004, Đình Thanh Trung là trụ cột giúp U18 Hà Tĩnh vào vòng chung kết giải U18 quốc gia. Sau đó, Thanh Trung được triệu tập lên U17 Việt Nam dự giải U17 châu Á tại Nhật Bản. Ở giải đấu này, U17 Việt Nam không vượt qua vòng bảng. Năm 2007, cầu thủ này ký hợp đồng với đội trẻ Hòa Phát Hà Nội. Anh nhanh chóng thể hiện được tài năng và có vị trí ở đội hình chính thi đấu V-League. Năm 2013, Đinh Thanh Trung được giải phóng hợp đồng và anh gia nhập câu lạc bộ Quảng Nam thi đấu ở giải hạng nhất. Ở mùa giải 2013, Thanh Trung góp công giúp Quảng Nam vô địch giải hạng nhất với 10 bàn thắng, đoạt danh hiệu vua phá lưới. Năm 2017, Thanh Trung là đội trưởng câu lạc bộ Quảng Nam vô địch V-League 2017 và giành siêu cúp quốc gia. Màn trình diễn ở câu lạc bộ giúp Đinh Thanh Trung giành danh hiệu quả bóng vàng Việt Nam. Từ năm 2027, Đinh Thanh Trung chơi cho câu lạc bộ quê hương là Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Mùa giải 2023-2024, Đinh Thanh Trung ra sân 7 trận ở V-League cho Hồng Lĩnh Hà Tĩnh và ghi một bàn thắng. Ở cấp độ đội tuyển, năm 2010, Đinh Thanh Trung được gọi lên đội tuyển Olympic Việt Nam tham dự ASEAN 16 tại Quảng Châu, Trung Quốc. Cũng trong năm này, Thanh Trung tham dự AFF Cup 2010 trong màu áo đội tuyển Việt Nam. Trong những năm tiếp theo, Đinh Thanh Trung ở vị trí ở đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam tham dự SEA Games 26 vào năm 2011, AFF Cup 2016. Anh từng được tín nhiệm giao băng đội trưởng đội tuyển Việt Nam. Đến năm 2018, Đinh Thanh Trung từ giã đội tuyển Việt Nam ở tuổi 30 sau khi biết mình không nằm trong danh sách tham dự AFF CUP 2018. Trong sự nghiệp, Đinh Thanh Trung giành được nhiều danh hiệu như vua phá lưới giải hạng nhất 2013, vô địch V-League 2017, siêu cúp quốc gia 2017 và quả bóng vàng Việt Nam 2017.